Vâng, em xin mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Vũ Audio. Kính thưa các bác, thì hôm nay chúng em sẽ giới thiệu với các bác một cái con âm ly bãi của Yadi. Mã của em nó là PA203GN bác nhé. Đó, mã cái PA203 này khá là giống với cái mã của con dòng răng vua. Đó, nhưng mà đây là của Yadi nhé các bác nhé. Đó, thì là hôm nay chúng em sẽ giới thiệu với các bác. Thì thứ nhất là về cái thiết kế, thì nó là được bên mặt ngoài này nó được là làm thiết kế bằng nhôm này, bằng kim loại, và cái lớp sơn màu xanh này người ta in màu xanh và có cái logo nổi. Logo này nó logo nổi như các bác nhé, của Yadi. Vâng, thì về các cái phím núm này thì nó cũng tương tự như các cái dòng dòng vua thôi. Ví dụ như đây là phần chỉnh music tổng, chỉnh music cảnh tổng, và bên này thì là nó có cho chúng ta là chỉnh nhạc, ví dụ như là bass này, chung là bass này, chép này, đó, chung này, đó. Thì là chúng ta có thể tùy chỉnh như bass này, chung, chép này, đó. Chúng ta có thể tùy thoải mái chỉnh luôn. Thì ở đây là chính là cái dòng, và cái con này là nó được hỗ trợ là hai cầu, là hai đường vào A và B, để các bác có thể thấy. Và trên này là cho phép chúng ta đánh sitte và mono này các bác này. Đó. Chúng ta có chế độ sitte và mono để tùy chúng ta. Đó. Chế độ sitte và mono, và đây là chính là cái chế độ của echo các bác nhé. Đó. Còn dưới đây là chúng ta có đường sitte và mono. Nó rất là dễ, bởi vì con này thì là hàng bãi, chúng em vừa nhập về cũng chưa có vệ sinh được. Bởi vì là con này nghe thì cái chất âm của nó rất là chắc, tiếng rất là hay các bác nhé, và giá rất là rẻ. Tiếng rất hay, giá rất là rẻ, thì hiện tại cái sản phẩm này đang được bán tại Tuyên Vũ. Thì các bác muốn biết thêm chi tiết thì cứ để lại bình luận bên dưới, nhân viên kỹ thuật bên em sẽ trả lời cho các bác. Vâng, đây chính là mặt đằng trước, và bây giờ chúng ta sẽ quay mặt đằng sau. Vâng, thưa các bác, thì đây chính là mặt sau. Đó, đây chính là mặt sau của chiếc âm ly này. Đó, và chúng ta có thấy là có thể là đường out, hai đường ra này, đường nai và hai đường vào. Đó, và đây chính là hai cái cầu giúp chúng ta có thể là kết nối dây loa tới thiết bị âm ly này. Đó, in out effect. Đó, thì đây là chính là cái chiếc âm ly bãi này. Và bây giờ thì em sẽ tháo nó ra thì là để chúng ta cùng đánh giá bên trong nhé các bác nhé. Đây thì là em đã tháo em nó ra, và đây chính là bên trong của em nó. Đó, đây chính là thanh tản nhiệt này, rất là to này, đúng không ạ? Thanh tản nhiệt rất là to. Vâng, dùng con tụ khá là lớn này, tụ rất là lớn các bác nhé, hàng tụ khá là lớn. Đó, nhìn nội thất rất là đẹp, nội thất bên trong rất là đẹp, cực kỳ đẹp luôn, và người ta thiết kế đi dây rõ rất là chuẩn. Và em này vẫn chưa qua sửa chữa, nhưng mặc dù là tuy là hàng bãi nhưng mà nó cũng khá là lâu đời rồi. Đó, con này thì anh em đánh giá là khá là lâu đời rồi. Đó, chúng ta có thể thấy đây nó cũng dỉ rồi. Đó, thì cái này không sao, chúng ta có thể là vệ sinh nó lại sạch, không phải là dỉ đâu các bác. Đây chính là nhiều cái lớp đồng bên trong, chúng ta có thể cạo là nó sẽ hết, nên nó như kiểu như là lớp mô ve, chúng ta sẽ xử lý cái này rất là dễ thôi. Đó, đây chính là chi tiết bên trong của em nó này, các bạn có thể thấy rất là đẹp đúng không ạ? Vẫn còn nguyên mạch là PA nhé, PA203 các bạn, nguyên mạch, đó, chưa hề sửa chữa. Đó, con này phải nói là nó khá là trâu bò, rất là bền. Đó, và cái hàng bãi thì chúng ta cũng ăn may được con rất là khủng, rất là bền các bác. Đây là bọn em chưa vệ sinh, hàng mới về. Đó, thì cái con Yadi này thì hiện tại thì là đang được bán tại Tuyên Vũ Audio, và bọn em bán một cái mức giá rất là rẻ. Giá rất là rẻ. Thì các bác quan tâm thì cứ vui lòng để lại số điện thoại, thì là chúng em sẽ hỗ trợ các bác, hoặc các bác có thể điện trực tiếp tới số điện thoại 0978 503 822 để được biết em hỗ trợ. Em cũng cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Các bác nhấn like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.